Hôm nay thì sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cây đàn Organ Casio CTK 496. Cây đàn này thì có đầy đủ 61 phím, màn hình hiển thị bằng tiếng Anh, có 100 điệu, 100 tiếng và 30 bài nhạc mẫu. Có đầy đủ chức năng của một cây đàn organ khá là dễ sử dụng. Chúng ta sẽ bật nguồn đàn lên. Ở nấc đầu tiên là các bạn sẽ để đàn mặc định ở chế độ piano. Còn nếu như mình đẩy lên hai cái phím ở trên này thì nó sẽ chuyển sang chế độ organ. Khi để chế độ organ thì mình phải đánh đủ phím dưới này thì đàn nó mới kêu nhé. Còn nếu như mình đánh một phím thì nó không đủ hợp âm để kêu. Đủ ví dụ hợp âm đô trưởng này, nó đánh xuống thì nó mới kêu nhé. Còn lúc mà mình để chế độ piano này thì cái dãy phím ở đâu này nó sẽ kêu. Và mình có thể đàn được piano. Ở đây là phím tăng giảm âm lượng của đàn. Mình muốn tăng âm lượng thì mình sẽ ấn cái nút mũi tên đi lên này. Còn giảm âm lượng mình sẽ ấn nút mũi tên đi xuống. Đây là số 8 này. Mình ấn mũi tên thì nó sẽ chuyển sang số 9. Đó. Hoặc giảm âm lượng xuống để âm lượng nhỏ hơn. Đó. Hoặc là to âm lượng lên. Để chơi chế độ organ mình sẽ đẩy cái này lên nhé. Đẩy lên này. Sau khi đẩy lên thì mình sẽ cần phải chọn điều và tiếng để có thể chơi được organ. Điều là phím này, chữ rít này. Thì mình sẽ nhìn lên trên này, nhìn trên cái bảng này, mình sẽ chọn điều cha cha chẳng hạn. Ở đây là số 74. Mình sẽ ấn vào cái phím bên này 74 thì nó sẽ ra điều cha cha. Và tương tự chọn tiếng, mình sẽ chọn chữ tôn này, có hình biểu tượng là cái đàn đây nhé. Mình ấn vào đây. Sau đó mình cũng nhìn lên mặt đàn để chọn tiếng phù hợp với bài đàn của mình. Ví dụ như mình muốn chọn tiếng violon chẳng hạn, đây là số 30 thì mình sẽ ấn số 30 vào 30 thì nó sẽ ra tiếng violon cho mình. Sau khi chọn điều và tiếng xong rồi, mình cần phải điều chỉnh tempo phù hợp với bài. Thì tempo đây, mình sẽ giảm tempo xuống hoặc là tăng tempo lên, cái nhịp trống tăng lên. Ở đây nó sẽ hiển thị số nhé. Mình sẽ tăng giảm tempo vào hai cái phím này nhé. Với bài này mình muốn đánh ở tempo 120 thì mình sẽ đặt nó ở 120 và đánh. Thì cái đàn này nó có cái hợp âm chờ này. Mình sẽ ấn vào cái phím này thì ở trên mặt đàn nó hiển thị trống chờ nhá. Thì khi mình đánh tay trái xuống thì đàn nó sẽ hiển thị cái hợp âm cho mình và chạy hợp âm luôn. Chế độ song bánh này. Song bánh này là những bài hát lưu mẫu trong đàn ấy. Thì đàn nó sẽ liệt kê cho mình ở đây. Mình thích nghe bài nào mình sẽ ấn bài đó. Ví dụ như cái bài số 1 này là bài mái hát này. Mình sẽ ấn vào đây nhá. Để bản nhạc đó chạy. Và mình có thể tập riêng tay phải hoặc tay trái này. Bật tay phải và tay trái lên này. Thì trên màn hình có hiền nhá. Trái và phải này. Bây giờ mình tắt trái đi. Thì toàn bộ chế độ này là chế độ sử dụng cái bài hát mẫu để mà tập theo. Ngoài ra thì trên đàn này có chế độ tăng giảm tông
để cho mình sử dụng trong phần đềm hát. Mình sẽ ấn vào đây này, ấn vào đây có chữ chán này này. Đó. Và sử dụng dấu cộng trừ để tăng giảm tông nhé. Đó, tăng lên một tông hoặc là giảm đi. Trong này cũng có một số cài đặt, cái này thì mình cũng không quan tâm lắm, chỉ quan tâm cái tăng giảm tông này thôi nhé. Cái này là điều chỉnh độ to nhỏ của điều nhạc, thì mình cứ để mặc định như thế này cho nó phù hợp với cái âm lượng của đàn nhé.